Đây là xử lý lại cái phần keo của cái dép hơ mẹt đó các bạn. Bong quai chân à. Mấy khách mình đi ghê gớm lắm. Chân tay đồ phá dép đồ ghê lắm mấy bạn. Hơ mẹt mà. Kỹ thuật mà đi cái đôi hơ mẹt này nó hơi khó, cho nên là đòi hỏi phải kinh nghiệm và tỉ mỉ. Các bạn nhìn thì đơn giản thôi, nhưng mà khi các bạn dán lại nó khó lắm. Dán lại cái phần này vô đây nè à, đi banh ra lông nước nôi rồi. Nó khó lắm nha. Đây cái quai nè, sau khi dán lại hết nè, mấy cái góc cạnh này tét ra hết chân không đó đó các bạn coi nó tét ra hết chân đó. Giờ đang phải đi keo lại để dán nó lại rồi. Cảm ơn bạn xem video clip này nha.